Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Thời gian gần đây mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của anh em là tại sao không chia sẻ tài liệu. Thì do công việc của mình nó cũng bận quá, thành ra là mình cũng chưa chia sẻ được nhiều cái tài liệu sửa chữa xe máy cho anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu với cả anh em bài viết là chia sẻ những cái tài liệu mà bên máy móc Minh Trí đang có. Tất cả những tài liệu này mình sẽ giới thiệu và chia sẻ cho tất cả anh em sửa chữa xe máy một cách miễn phí 100%. Chẳng hạn như anh em có thể nhìn thấy ở đây là Exciter chẳng hạn, thì bên mình có rất nhiều tài liệu về cái dòng Exciter này, gần như là độc quyền luôn. Đấy, anh em chỉ cần PM cho mình thì mình sẽ gửi những cái tài liệu này đến anh em miễn phí 100%. Sau đó chúng ta có thể in ra sách để bán hoặc cũng có thể là giữ lại để mà nghiên cứu. Đấy, rất là nhiều những cái tài liệu, mình có thể truy cập vào một vài tài liệu đó cho anh em xem. Đấy, mã lỗi FI Honda Full này. Đấy, rất là nhiều luôn, rất là chi tiết của rất là nhiều tác giả mà mình sưu tập rất là kỳ công. Mục đích mình sưu tập những cái tài liệu này cũng chỉ là muốn là chia sẻ cho anh em, giúp anh em hiểu rõ hơn về nguyên lý hoạt động, sơ đồ chi tiết cấu tạo và cái cách khắc phục. Tất cả những cái tài liệu này nhá, mình xin phép là sẽ share lần lượt cho tất cả những anh em nào có nhu cầu là miễn phí 100%, để anh em chúng ta sẽ không phải đi mua những cái tài liệu về sửa chữa xe máy nữa, mà chúng ta có thể hoàn toàn tự chủ động được trong cái công việc sửa chữa của mình. Hướng dẫn sửa chữa xe Honda đời mới này, anh em nhìn thấy không? Rất sắc nét và rất chi tiết. Đấy, thì anh em có thể là vào đây xem, đọc và tìm hiểu về cái căn bệnh mà mình đang mà cái chiếc xe của mình nó đang đang bị, thì chúng ta tìm hiểu nguyên lý hoạt động, sơ đồ cấu tạo và cách khắc phục. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai, anh em có thể truy cập vào website của bên mình là máymocminhchi.com. Máymocminhchi.com. Thì sau khi vào website máy móc Minh Trí bên mình, anh em kích vào phần tin tức. Thì tại đây, mình đã có cộng tác viên viết bài 24 trên 24 về những cái vấn đề về sửa chữa xe máy, chẳng hạn như là hướng dẫn cách thay bố thắng đĩa của dòng xe Yamaha Sirius. Khi anh em kích vào bài viết thì cộng tác viên của bên mình đã viết rất là chi tiết. Đấy, có từng bước 1, bước 1, bước 2, bước 3, hình ảnh đi kèm. Và cuối cùng chính là video hướng dẫn chi tiết. Thì video này mình lấy từ rất là nhiều nguồn của những cái tác giả nổi tiếng trên YouTube, chẳng hạn như là bác Trọng Hoàng này, bác Giác Nguyễn này, bác Dương Văn Hiếu này, bác Vĩ Trần này, vân vân, bác Đan King Boy chẳng hạn. Thì mình đã để link trực tiếp của các bác ấy ở đây. Anh em nếu mà hâm mộ bác nào nhá, thì chỉ cần kích trực tiếp vào link YouTube này và subscribe kênh của các bác đấy. Mình đã ghi nguồn rất là rõ ràng để cho anh em có thể tìm kiếm những cái sản phẩm tiếp theo của các YouTube nổi tiếng nhá. Còn nếu như anh em muốn tìm hiểu tiếp về cái cách sửa chữa mà chi tiết thì bạn cứ truy cập vào máy móc minh trí.com thôi. Đấy, và đọc. Bên mình đã update phiên bản giao diện mobile ở cho những anh em mà chúng ta xem trên điện thoại thì sẽ rất là dễ dàng. Đây là cách thứ hai để chúng ta tham khảo những cái tài liệu nhé. Rất nhiều tài liệu, bên mình luôn update 24 trên 24. Anh em có thể vào đây xem, cập nhật. Cách thứ ba là anh em truy cập vào Facebook của bên mình, sau đó là gõ từ khóa là máy móc Minh Trí. Thì anh em sẽ nhìn thấy fanpage của bên mình. Tại đây fanpage của bên mình update những cái hình ảnh về anh em thợ sửa chữa trên toàn quốc, giao lưu cộng đồng, cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm bài viết hướng dẫn về sửa chữa xe máy 24 trên 24. Anh em chỉ cần like page của bên mình thôi để cập nhật những bài viết video mới nhất về sửa chữa xe máy nhé. Đây, ở đây lúc nào cũng có đầy đủ bài viết cập nhật. Còn cách thứ tư là anh em có thể truy cập vào YouTube của bên mình. Lên YouTube gõ từ khóa là máy móc Minh Trí. Sau đó là subscribe kênh của mình, máy móc Minh Trí. Thì tại đây mình sẽ review những cái sản phẩm sửa chữa có trên thị trường. Những cái sản phẩm này có tốt hay không và sản phẩm nào thì sử dụng sẽ tốt hơn sản phẩm nào. Mình xin phép là sẽ cập nhật ở trên đây 24 trên 24 những cái sản phẩm đánh giá chi tiết review rõ nhất để cho anh em tham khảo tìm hiểu nhé. Và cách cuối cùng mình xin chia sẻ với anh em, đây chính là anh em ép Zalo của mình. Bên mình có một hệ thống Zalo là auto gửi tài liệu sửa chữa cho anh em. Thì anh em nào chưa có tài liệu chỉ cần ép Zalo của bên mình. Thì Zalo bên mình như nào thì mình đã để ở trong cái video này nhá. Anh em chỉ cần ép Zalo bên mình và auto hàng ngày, cái bên mình sẽ tự động
gửi những cái tài liệu, bài viết, video mới nhất về công nghệ sửa chữa xe máy vào Zalo cho tất cả anh em nhé. Hy vọng rằng là những cái chia sẻ dưới đây của mình sẽ giúp được ích phần nào trong công việc sửa chữa hàng ngày mà anh em chúng ta đang rất là thiếu kiến thức. Cảm ơn anh em đã xem video và hy vọng anh em sẽ tiếp tục ủng hộ máy móc Minh Chí trong thời gian tiếp theo nhé.